Anh em biết không, Pleiku đã mất mát hơn 15 năm rồi và đây là thế hệ mới của Pleiku nào. Ôi ai buôn lần nữa nào, cái tất cả học trò của ai tâm mát nào. Thì giờ buôn mê thuộc ơi, sau giờ lớp, mê xong rồi. Come on, lên. Một lần nữa nào, vỗ tay lên.